này chắc là gặp bên cuối rồi. Chúng mày chừng chờ gì đâu đi. Cháu vào bây giờ mà. Nhá, anh Cường em. Lúc đó rồi, bắt cuối trong này làm hết việc này. Mày đi đâu đấy? Hả? Mày đi chưa? Mày trốn chưa? Mày lúc này tao với mày chỉ còn nữa. Mày tắm rồi. Thấy Hùng ơi. Thấy em về được ấy. Sao lại về được? Em bỏ về. Thôi đi mà đi. Sao lại ra được? Em trốn lại rồi. Hả? Mấy ngồi đây ngồi đây chung. Đấy em giả vờ nói ngon ngọt cho mẹ bảo nghe ra mẹ không ạ. Xong là mẹ bảo em quét nhà em quét xong mẹ ngủ trốn rồi. Em sợ lắm. Thế là em trốn ra được à? Em trốn rồi. Đây là anh làm được một nửa rồi này. Không sao đâu. Em sợ lắm. Thôi không sợ đâu. Nãy mẹ em cho thêm một người là anh cũng không phản lực để được thôi. Nãy mẹ em sao? Không sao, anh không sao đâu anh. Nhưng mà anh bây giờ anh làm được nửa rồi, không sao đâu anh. Mấy nữa mình làm cái vách này cho chắc chắn một tí là được. Không cho bà ấy vào là được. Cái chân tay có bị làm sao không? Chân tay của em mẹ có bị trói của em không? Anh không cho đâu. Mẹ em đánh anh có đau không? Mẹ thì bà đến lúc nào chả thế, nhưng mà tao bảo là anh vẫn yêu em thôi, nhưng mà anh chấp nhận, em chấp nhận ở với anh như này nhá. Mẹ em không có quyền đuổi đánh vào mình đâu, cứ cần được thế. Không được rời xa anh đâu nhá. Rồi, em không bỏ anh. Bà ấy bảo là mình cái nhà này bảo là nhà không bằng nhà người ta, nhưng mà mình yêu nhau mình ở như này cũng được của em ạ. Em không cần thì em chỉ cần anh. Thôi hồi anh làm nốt bên mái này trong xong không tối không kịp ấy. Như nào thì vẫn theo nhau, mẹ em cũng không cấm cản mà. À mà quên, anh lấy đôi dép cho em không? Chỉ sau chân. Đây này dép này. Anh lượt được bằng này rồi. Bây giờ anh lấy cái cây rồi để trèo lên đấy. Để em bà ấy cũng đôi cười nhờ bà mẹ em đấy. Dạ. Thế là em trốn thì gì ra được? Bà giả vờ, em giả vờ nói ngon ngọt với bà ấy. Em bảo là em nghe theo, xong là bà vừa mới ngủ say tính rồi em chạy được luôn. Giả vờ cái nhà? Cái nhà xong bà ấy giả vờ không để ý à? Không đề phòng em chạy à? Không, mà đấy chửi em là quay mặt ra bên kia chửi. Chị em trốn. Bà này cũng hấp rồi nhờ. Lần sau thuê anh, lần sau mà thuê như thế anh báo công an luôn. Bây giờ mình ở đây có phải là đất của bà đâu. Bà dám thuê người ra đây nữa. Không lo nó buộc một lần thì bắt không nhớ. Bắt cứ đi tìm.
kịp ăn cơm gì không? Bà ấy có nấu cơm cho gì ăn không? Em chưa. Chưa à? Về bà đấy cứ gì như tở ra chú em, nhưng mà không cho em ăn. Xấu tính quá nhỉ? Dạ. Yeah. Người ta đã yêu nhau rồi vẫn cứ cấm cản nhau. Em bảo anh, nhưng mà em bảo anh tốt mà, nhưng mà mẹ có bảo là yêu cái anh người yêu của chị Hương cơ, mẹ cũng thích. Kể về anh ơi, cho em lên đây. Lên được không? Nhưng mà cái này sợ em rơi lắm. Không rơi được, em lên làm hộ anh đấy. Đúng là nguy hiểm lắm ấy. Một mình anh làm cũng mệt đấy. Sao đâu, nhưng mà anh không cho em lên đâu. Để em lên hộ em ở dưới đâu. Để lên thật á? Em lên hộ anh làm đấy, không bao giờ một mình anh làm. Cái kho cho anh chưa đấy. Đáng thế, cái nhà của mình là nhà trùng châu chứ nhỉ. Bà có này đi làm cái gì đâu mà bảo là đây là nhà trùng châu. Được rồi, được rồi, đấy, 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 đấy đó. Thì anh tự xuống lấy. Đây, tay tay đi lên trên rồi đấy, đã bảo không lên rồi đấy nhỉ. Em biết làm rồi. Ngồi đây là anh được. Em hộ anh làm. Em đánh anh thì anh đau hết chân tay nhưng mà không sao đâu anh. Người ta đã yêu nhau rồi còn cấm cản làm cái gì, cứ bắt yêu cái người yêu của chị Hương để làm gì. Ừ. Người ta cũng yêu nhau rồi. Mấy mẹ về mẹ cũng bảo là bảo em bỏ anh, nhưng mà em bảo là em không thích anh đấy, chỉ yêu anh thôi. Mẹ bảo là mẹ chỉ thích cái thằng người yêu của chị Hương. Chắc là có người nói xấu anh như thế nào đấy thì bà mới ghét anh như thế rồi. Anh còn đi làm, anh có ở nhà đâu. Chắc họ nói xấu rồi, mẹ là người mẹ em còn nghe theo họ đấy. Bà là mình là tự kiếm được tiền mà mình tự trang trải được cuộc sống, nên bà có nói gì không? Dạ, lúc ốm đau lên đây em không trả cho ở đâu, em buộc vào cột luôn. Nhưng mà là mẹ ruột của em không ạ? Làm gì cũng cấm em, trước em yêu một người cũng cho em yêu, bắt em bỏ. Để thuyết phục được bà ấy. Tính mẹ em không thuyết phục ở đâu anh ạ, à, khó tính lắm. Nhưng mà cũng ghét anh từ đầu này chắc anh khó rồi, thuyết phục cũng khó. Lúc bà đấy kia thì nói tốt lắm. Bà ấy chỉ gặp anh người yêu chị Hương kia mới kiểu nói thế ngon ngọt nhỉ. Vâng. Xong gặp anh nhìn mặt anh như kiểu không cho anh ăn cơm mấy hôm nọ. Cái gì kiểu mới ăn thịt anh ấy. Em đã bảo anh không cười chói đâu rồi anh cứ cười. Nhưng mà lúc đấy là bà thì nói ngon ngọt với mình, bảo là không về nữa, không về nữa.
bác xin cháu bay về là bác không về nhiễu nữa, bây giờ xong này mẹ nó quay ra lại như này, hôm nào cũng về nhiễu, hôm nào cũng về nhiễu anh, mình sợ đánh em, sợ anh làm sao. Lát nữa lật xong như này xong xuống anh mệt không? Không, ở với em thì anh không mệt đâu. À anh ơi, lát chắc em phải đi tìm ít đồ để bán để đi chợ. Đi chợ á? Nhưng mà không thì đợi anh làm xong là anh với em cùng đi cùng nhau cũng được. Em sẽ đi được rồi. Thế tụi em sẽ đi đâu? Không có. Đợi thế nút thì căng thôi em đi. Xong là nhưng mà đi thì thay quần áo đi, quần áo này bẩn hết rồi đây này. Anh tự làm được, thế bây giờ em đi chơi anh đi. Vâng, để em xé nốt lá này đi xem. Anh ở nhà nếu mà mẹ đến tìm đến khá thì anh cứ bây giờ bây giờ là nếu mà bà ấy đi, bà ấy đi một mình thì anh bây giờ anh bật đấy là không nể nang gì đâu. Và anh cứ buộc bà đấy vào nhé. Bây giờ nhá, chỗ này là không phải là của bà đấy mà là của ông chủ đất kia thôi. Đây bà đi nhiễu thì bây giờ gọi không thì một là gọi ông đấy xuống, hai thì mình gọi công an báo công an rồi. Không, chứ bây giờ nhiễu anh đánh anh. Bây giờ cứ đánh anh thì mai anh bệnh tật thì không ai, sau này ví dụ về bà về già thì không ai trông chăm non nữa em ạ. Về nếu mà về thì cứ buộc bà đấy đi. Nói chung là mình cũng tay anh kinh hết rồi này. Không sao được đấy, không sao được. Để nó cho anh xem tạm đi đi. Nhưng mà đi cũng sợ, lại sợ gặp bà đấy lắm. Đi để em tránh, bây giờ em cứ nhìn trước nhìn sau. Mình đi thì nhớ để ý đằng trước đằng sau nhá, không là bạn thấy bà đấy là học là lại bị bắt về đấy. Đi thì nhớ cẩn thận nhưng đấy mà nhá. Mà anh đừng có bỏ em đi đâu đấy. Anh không bỏ em đâu, anh ở đây đợi em đấy. Anh đi đâu muốn mình anh đừng bỏ em. Đã nghe ra lời mẹ em. Mẹ em thì anh không nghe đâu. Anh nhớ nhá. Anh biết rồi. Giờ đi em đi xuống trước anh đi nhá. Cũng một tí nữa là xong rồi. Ok. Đi xuống cẩn thận nhá. Vâng. Xong là lấy cho anh mấy tấm cỏ nữa rồi anh chịu rách. Nhớ là thay quần áo đi, quần áo bẩn hết rồi. Em đi cẩn thận nhá. Vâng, anh cứ làm thế, nó làm không xong thì lát em về hộ nhá. Tí nữa mẹ em tí nữa mẹ em đến tìm thì anh cứ bật lại đi. Nếu mà mẹ em đánh anh nhiều lắm rồi ấy. Anh cứ đánh trả bà đấy đi, không bà đấy cứ còn đánh anh. Em thương anh lắm chứ. Em đi cẩn thận nhá. Vâng, em đi đây.
Mai đi lâu thế nhỉ? Thank you.
Đừng bảo là mẹ lại bắt lại nhé.
tận giờ chưa về đây. Không biết là có bị làm sao không, vừa mới về được trường bảo bị bắt lại rồi. Con này nếu mà bị bắt lại chắc không ra được. Mong không bị bà ấy thấy. Đau hết đầu. Đây cái túi gạo lên cho mà cũng bảo đập. Bà này bây giờ chắc ghét mình lắm rồi. Hôm qua mình đã lừa như thế mà để bà tin là cái mai ở nhà. Nhưng bây giờ nếu mà bà đấy lại đến đây, lần này chắc không tha cho mình. Ra là như này.
đi về rồi. Sao lấy đi về muộn luôn thế em? Em mày đi ra kia mua một mì tôm mà đi ra kia nhà hơi buồn. Mì tôm á? Anh thấy nói nãy anh tưởng là mẹ em lại bắt em về rồi. Đây nãy trẻ cây rồi. Nhớ đi. Trong hộ anh làm cái này với nhá. Vâng. Để em nhấc tay lên ra nhé. Bây giờ còn vẫn đau hết đầu ấy. Đau đầu. Hôm qua em vâng. Đập ở chỗ này đau hết đây. Làm bắt mà chưa lên xong bây giờ không quá kiểu vào đó. Anh cứ tưởng mẹ em bắt em đi. Thấy lâu quá không thấy về. Em đi em nhìn trước nhìn sau mà sao mẹ bắt được. Bây giờ mẹ bắt em cứ phản với mẹ đi em. Giờ mà đến đây mình mà làm xong cái nhà này bạn đến đây chắc khóa vào. Hoặc là bà đến đây mình cũng buộc vậy. Giờ anh không để đâu. Đập anh như thế anh không để đâu. À quá. Hôm nọ anh buộc ấy. Bảo bác không đến đây nhiều nữa. Rõ ràng lúc đầu bảo bác không đến đây, đến đây nữa, không đến đây làm phiền hai cháu nữa. Con mẹ cũng không bác cho bác... bà cháu yêu nhau. Sau yêu nó đâu. Sau lại gọi người đến đánh phá. Mà bảo là xong bảo là cái nhà của mình mấy nữa bà lại đến phá. Phá không phải, có phải đất này có phải là bà đâu. Mà bà cũng thương em ấy nhưng mà chắc tại ghét anh quá rồi. Bà ghét đi nghe mình ngoài nói đi ta linh tinh. May ấy nhỉ, mà may anh bà kế với em được như thế thì bà mới phớt lờ đi xong em mới chạy ra được nhỉ. Công nhận bà này cũng đang anh có đan được không? Không đan được. Anh đan được mà. Đây là... mai về già bây giờ của bà còn khỏe thế thôi về già xem. Bây giờ chỉ có sau này chỉ có nhờ vả về mình thôi mà. Bà... để anh trẻ lại cây đó. Bà cây với bà nhưng mà cứ mạnh khỏe thật. Này, chỗ này bẩn đây này. Lấy trẻ hết cây. Lấy cây ra đây để em hộn trẻ. Mà bố mẹ anh đuổi anh ra là có lý do đấy. Lý do gì? Bảo là mẹ em ác quá cũng không cho anh lấy ấy. Mấy anh mới bị đuổi nhưng mà anh yêu em thì, bố mẹ. Thì anh yêu em thì anh mới ra ở đây với em à. Nhưng mà bây giờ suốt ngày mẹ em đến quấy phá. Quấy phá này bọn mình chẳng làm cái gì. Làm cái đã quấy phá nói không được lại cứ đánh đập bọn mình. Mà anh toàn là người bị chịu đòn thôi. Không biết bà ấy tính kiểu gì mà kiểu đấy nữa. Nhưng lại thích cái người yêu của chị Hương mới lạ chứ. Thế là bà ấy cũng biết quen biết từ lâu rồi, có ý định gả cho anh kia rồi. Anh đi làm về, anh vừa đi làm về xong rồi. Tại vì mình yêu nhau cũng lâu chưa anh cũng chưa về nhà em ấy. Xong là cái đồn, xong là cái tin đồn của mẹ em thì anh biết lâu rồi. Xong là mẹ anh cũng nói với anh rồi. Là bảo là bà này bà này ác lắm, bà mẹ của em ấy. Xong là không cho anh yêu. Nổi tiếng làng mà hết làng luôn. Nhưng mà anh vẫn yêu em đúng không? Sau này nếu mà mình tự ra làm được ở như này thì cố gắng để cho bà ấy xem mình phải là có phải là có bảo là anh cái nhà này xong là anh sẽ đi làm thuê để mua đồ để em nuôi chồng ấy. Cho có cuộc sống mình khá giả hơn. Xong là mẹ em đến thì chắc là không cho ở cùng nữa nhỉ.
Không, bà có ốm đâu như thế nào anh không thở đâu. Tại vì anh cũng là con đánh đập chửi mình như thế là con thở cùng làm gì. Anh cũng là con mồi đấy. Anh còn phải chấp nhận bỏ nhà để ở cùng em ấy. Mà em đi xong cái này anh tự đàn rồi em đi nấu mì. Anh nói anh cũng hơi đói. Thế để em đi nấu mì nhá. Nấu mì cho anh với nhá. Nấu mì. Anh tự đan được mà. Anh cũng chỉ mong là cuộc sống mình sau này mãi như này thôi em ạ. Bà không đến quấy phá mình là được rồi. Có em. Nhưng mà không sao đâu. Tại vì đi cứu em rồi. Nhưng mà anh không vậy được cái mưu này kia nhỉ, sáng lấy gạo đổi ba đấy. Thì bây giờ chỉ có làm cách đấy thì anh mới gặp được em thôi, thì mới nói chuyện được với em. Anh chấp nhận bị đánh bị đập thôi. Lúc đầu chắc bà thấy mình nháy mắt với nhau ấy, bà cứ bà nháy mắt mà chúng mày đánh mày nhau nhau làm gì. Chẳng anh cứ bảo giả vờ đi ấy. May có bà ấy tin nhỉ. Đấy, nhắc mình nhớ này, cái bát kia là bà ấy đánh anh xong rồi ném anh ấy. Cái bát anh chủ nhất không làm nữa. Bà này đúng là cho vào trại được rồi. Không mấy nữa hay là báo công an em. Nhưng mà đấy là mẹ em anh cũng thương lắm. Em có nỡ lòng cho mẹ em đi báo công an mà để bắt bà đi vào trại không? Em đi thương mẹ em lắm nên là để cho lần này xem anh. Không thì cứ để xem con bà con lên quấy phá không ra nhỉ. Vâng. Để còn không thì mình cứ giải quyết bảo là cho ông chủ đất ra giải quyết cho đất của ông luôn nhỉ. Vâng. Nếu mà bà ấy còn lên như thế nữa anh báo thật đấy, anh ấy đâu. Vâng. Tại vì cái nhà của anh làm cho em, hai mình ở cùng nhau mà. Vâng. Thôi anh cứ tha cho mẹ em lần này, bản chất vốn của mẹ em là như thế nhưng mà. Nhưng mà cứ lên đánh đập như này xong là cái nhà của anh làm anh dựng lại để cho hai mình ở tự lập cơ mà. Xong là mình sau này mình còn con cái nữa chứ. Vâng. Không phải là mỗi để cho bà ấy quậy phá thế đâu. Vâng, cứ để xem lần này nữa, nếu mà bà lên thì anh báo. Thì anh nghe. Vâng. Còn lần sau nữa thì anh báo là đấy. Cái chỗ đất này mình cũng không phải của mình rồi. Trong khi đó anh đã làm cố làm để cái nhà này sau mình ở cùng nhau rồi. Đã đi ra ngoài đuổi đi ra ngoài rồi cứ suốt ngày tìm suốt ngày phá bọn mình làm gì không biết. Thế thì mới bảo là bà ấy độc ác đấy. Trong khi đó thì anh cũng chấp nhận bỏ nhà đi cùng em. Cứ suốt ngày bảo là thằng này không tốt, không đẹp. Mẹ cứ đi nghe người ngoài đấy, mẹ em ấy. Mẹ có biết gì đâu. Mà bây giờ mình cũng lớn rồi mà, có phải trẻ con đâu mà cứ suốt ngày cấm cả. Em cũng bằng đấy, bằng 19 tuổi rồi thì mẹ cứ cấm. Em làm cái gì ai cũng hơn em 12 tuổi thôi. Bảo anh già quá, có hơn 12 tuổi. Cứ còn kiểu đặt đâu làm đấy. Có phải như thời xưa mà bố mẹ đặt đâu thì mình ngồi đấy đâu. Anh còn phải chấp nhận đi ra bỏ nhà đi cùng em. Họ trong khi đó bố mẹ anh có tìm hay đâu. Thật cho em người đấy. Người ta cũng chấp nhận là đấy thằng con mình lớn rồi nó tự đi tự lập cánh sinh được thì tốt thôi chứ sao nữa. Cho em lấy cái người em không yêu em tiếp tục không lấy em không lấy. Cái này cứ cấm cản xong là bắt phải yêu thằng này lấy thằng kia đi. Ai mà chấp nhận được.
chẳng nhẽ những người ta mà yêu nhau thì cũng phải bỏ bỏ nhau để lấy thằng khác. Vâng. Phải nghe theo ý của bà đấy, đúng không? Mày em ơi. Vâng. Cái này của anh xong rồi này. Của anh nhấc lên đó. Bên này, sang bên này. Sang bên này. Chắc như này, chắc nếu mà bà đến thì chắc cũng không lấy được này. Nhấc được không? Cẩn thận đứt tay nhé. Em đi vào bên trong đi. Như này thì bán cũng vào được. Anh bảo là mình cũng phải đề phòng bà đấy thôi, chứ bây giờ làm nếu mà làm thấp tầm này bà mà sau này bà nếu ví dụ mà đến trộm của mình đồ của mình thì bà cũng lấy được đấy, phải làm cao cái này thì mới không lấy được. Nóng thế này em quạt đâu má đâu. Em đi nấu mì đó. Nhưng mà em có thương anh không? Có, thương nha. Thương anh thì phải ở với anh nhá. Vâng. Kể cả sau này bà nếu mà đến phá, khói phá cái nhà này, dẫu như nào thì mình cũng phải ở bên nhau. Vâng, em không bỏ anh đi đâu, em ở với anh mà. Em đi nấu mì đây. Em nấu mì cho anh nhá. Vâng. Anh hơi đói rồi. Nước sôi cho em. Nước sôi. Hay là để anh cắt chỗ này cho hết rồi. Rồi. Xong là chắc chiều làm lại cái phên, làm mấy cái phên nữa. Để bây giờ làm tạm cái này đã. Mà mình yêu thương nhau như này mà bà cũng vẫn thông cảm được thì anh cũng chịu luôn nhỉ. Thuyết phục mãi khi chả thấy đồng ý được làm cái gì nữa. Anh nói từ lúc mà em chưa đến là kiểu anh cứ nấu đi xong là xong thì mọi người cùng ăn. Em mua mấy gói mì ấy. Mình cho một tí cắt sau này, tí không bụi đi vào nước này thôi. Nước sôi không thì ăn một gói nhỉ, không mấy nữa lại không có tiền đấy. Vâng.
Mẹ em gói mình. Thôi để anh giải cái bạt kia ra xem tím nhiều. May quá, có cái chăn chị Hương này mấy ngày hôm nay mình không phải lạnh em ạ. Vâng. Thấy cả, ông chủ đất cũng tốt nữa. Thế hai bọn mình như thế ông cũng đồng cảm với cuộc sống này. Mà chắc ông cũng trải qua nhiều như thế thì ông mới thương mình như thế. Vâng, ông có tuổi nhưng mà ông tốt. Con cháu. Chắc nhất xuống được em ạ. Để anh nhắc nhá. Em đi ra kia ngồi đợi anh. Bát này đập vỡ rồi, không có bát. Bát bà này. Bây giờ có mỗi hai cái bát về ăn kiểu gì đây? Không thì anh để vào đây cũng được nhỉ. Đặt ăn chung cũng được. Không thì ăn chung nhỉ. Vâng. Xong là tí mới ăn xong mình lại làm thêm cái vách này để có cái cây hôm nọ mình chặt ở đây. Vâng. Là đan vào cho nó xong đi, không sau này bà ấy đến lại quậy phá. Hoặc là như thế nào mình còn trốn vào nhà được. Cho tí nước vào nữa. Em ơi. Anh thương em lắm thì anh mới chấp nhận bỏ nhà ra đi như thế. Em biết mà. Nếu mới bảo cả hai còn phải cố gắng đưa em đến như thế nhé anh. Nên tự ăn rồi. Anh ăn đi. Đây con gì này. Mà là em ạ, cái cuộc sống mình như này thì mình cố gắng ở như này tạm đó. Vâng, để em mà. Đi chợ. Cố đi chợ để kiếm tiền trang trải cái cuộc sống. Mà em đi thì anh lâu lâu thì anh vẫn phải đi làm việc ấy. Nhưng mà phải làm xong cái nhà xong đó xong mới đi được. Vâng. Không bây giờ chưa làm xong này không đi ở đâu. Bà ấy lại kéo em đi về đấy. Đau hết đoạn đầu. Nhưng mà sưng hơi sưng một tí ở chỗ này sao đây đúng phải rồi em? Đúng rồi đây. Không sao đâu mai chắc nó khá lành lại bà đánh anh cứ chống trả lại bà anh đừng có nhịn bà không đấy. Con nhưng mà đấy là mẹ của em mà bây giờ anh đánh người ta lại bảo là con rể lại đánh mẹ em ấy sau này bà nếu mà bà ấy nhận đấy thì lại bảo anh đánh nên bà anh đấy nhận. Chỉ có nhận người yêu chị Hương thôi chứ mình bà đấy không kia đâu em ăn đi. Ăn ngon nhé. Nè. Cố ăn cho no vào nhá. Không bây giờ mấy hôm nay thì gầy lắm này. Anh không ăn đi. Anh thì anh chịu đựng được thôi nhưng mà sợ em thôi. Sau này bà đến thấy em gầy gò như lại đánh anh ấy. Tại bảo không ra mà. Như thế thôi. Ăn đi. Ừ. Ăn cho mình cố làm nốt một cái vách này nữa thôi. Xong là không kịp giờ tối. Vâng, thế anh muộn ăn nốt đi. Ăn đi.